ông Derry quay lại lãnh đạo đảng Shas tin từ Jerusalem. Ngày hôm qua, đảng Shas của chính thống do Thái giáo tuyên bố là ông Ared Derry, 53 tuổi, đã trở thành một nhà lãnh đạo trong tam đầu chế của đảng. Đảng Shas và đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu đều được người Do Thái giáo ủng hộ, cho nên sự trở lại của ông Derry có thể làm cho đảng Likud bị chia phiếu. Theo thăm dò của tờ Haaretz, thì sự trở lại của ông Derry sẽ làm cho đảng Shas chiếm thêm được 3 ghế dân biểu. Ông Derry từng được chỉ định giữ chức Bộ trưởng Nội vụ trong năm 1988, trở thành vị Bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử nội các Do Thái lúc mới 29 tuổi. Ông ta đã tham gia nội các của Thủ tướng Yitzhak Rabin trong năm 1992 và đảng Shas đã mạnh mẽ ủng hộ Hiệp ước Oslo ký với Palestine năm 1993. Tuy nhiên, ngay sau đó thì tối cao pháp viện đã ra lệnh cho ông Derry từ chức vì tội tham nhũng. Ông ta tiếp tục lãnh đạo đảng Shas cho tới năm 1999 sau khi bị tuyên án 3 năm tù vì tội nhận hối lộ nên mới từ chức. Đảng Shas đang có 11 dân biểu trong Quốc hội Do Thái có 120 ghế. Sau khi ra tù năm 2002, ông Derry ít khi xuất hiện. Đảng viên nói rằng ông ta chỉ tập trung nghiên cứu tôn giáo và làm công tác từ thiện.